Ủa, em cho nó hộp quà này là lên đời xong đúng một con chén xong rồi đợi từ từ mình xe có quà này hai người mình ngồi cái này. Thế sao anh mà kéo mũ quần rồi anh bơm được ba cái đồ À, ba em bỏ đứng đầu này chém mẹ đồ bốn hộp to anh chém mẹ hai lần chém thì nó thế này yếu vậy thật à quần hoài thế hai chém kia phế đang hít này được dao gì đâu đâu em mà lại không thể đi da đấu nhưng mà nó rất lười nó không đi đấu đấy ờ nó lấy ở nhà đấy thằng không bảy đi được chắc chắn nó không đi đấu thằng bảy không đi nhưng mà đấu em lại không thì cánh em thua luôn thế này ý ai thì trong này yêu mẹ ở đồ nào cũng người cùng xong rồi đấy là chắc là mình yêu không cái này thì mẹ em do cái này bắt đầu do rằng vậy đấy em làm vậy thì là tranh vậy ăn tranh phải vậy nghĩ là có thằng đẹp nhưng mà không kè vì là xa đấy nhưng có kẹp đúng thì mình đánh một tiếng một đứa luôn. Các bạn nhìn nhau hỏi để mà vẫn thiếu gì à? Mẹ không? Bố coi chết một dân tiêu thì tiêu đầu bị ăn thì nó ăn canh đấy bởi vì là mày mày có tiêu đầu đánh lại mày 24 dân đúng không cả cơ à hai coi thấy chậm quá cần béo để cùng nhau thì bố hai trăm dân quả người ta cũng cùng quả vâng trận đấu đầu tiên trong set đấu thứ hai nào set đấu trước đã diễn ra một cách cực kỳ là khốc liệt bên kia lại là quần là Seng Hit Romax mình Pan Per Easy Baby cân thôi về lớp cầm Seng và nhất cầm Hit Quýt cầm Roma đội trưởng 98 người cầm Maxi bên mình Hoàng Văn Nhi là người cầm Pan tí là người cầm Baby Lon đầu cánh Pơ bằng thế bài lại hơi đen nhỉ thế bài lại Baby với lại Ê, zip đầu cánh Panper lại nằm trong Mam này báo về các game thủ Hà Nam đánh rồi trước thì tí cầm bài Bách Bách thì cầm bài của tí kinh công thì cầm bài của Nobi ở bài vơ đẹp thật đôi voi bảy hiệu đầu cũng như là bãi quả phụ này vơ đủ đồ rồi
Áp đánh rồi và kinh công được ép đời là khá tốt. 9-40 với 23 dân pơ. Kích 9 vậy này. Báo về là Seng là người nằm vị trí đầu cánh, còn Mark C là người nằm ở phía trong. Seng đánh cung dành cho game thủ về lớp. Ông cái gì đây? Mồ một xem. Cộng tới 2 dân rồi về lớp à? Cộng tới 2 dân rồi game thủ về lớp. Hai con dân đứng nhà chính luôn. À, Seng cũng thu hốc lên trên này này. Seng cũng thu hốc lên trên này. Nhưng mà cái ông này ông xấu lắm, hốc bé lắm. Khả năng Bersian chơi được đấy, tìm dân ăn thực đi. Tí là người cầm Abilon. Nobi là người cầm Egypt kích đời rồi. Rồi vì bài mắc của Mark nên cầu vỗ lỗi con voi. Thành bài này đáng nhẽ là một bài ở trong 10 cơ. Trở lại với đánh máy kinh công nào. Bài xe còn chưa lên đời này. Còn vừa lên 3 xong cho bài xe kích người 10-40 dành cho game thủ về lớp. Còn lớp ăn toàn gỗ à? Về lớp còn đánh toàn gỗ thì không có dân ăn thực gì trong hốc này. Kinh công đang đi đường vòng. Hốc đã kín dành cho lớp. Thôi vào trong chọc Max C không? Kín rồi công ơi. Egypt Nobi chưa bị ai chọc vào. Kinh công tham lai 28 đây, có bãi quả phụ của Seng đây. Seng siêu yếu dành cho về lớp rồi. Công đã vào trong chưa? Thường mang ô tô Mark C còn vác dân lên đây tự xin hiến dâng này. Có lẽ đi dâng y từ trường 98. Xin tự hiến dâng luôn. Kinh công rất nhiều thực nhưng không có vàng. Ai cho xin ít gỗ nào? Ai cho 16 xin ít gỗ? Bác kia đang đi được vào nhà Pamiran tham lai 30. Mark xây bắt đầu kinh công vào chân thằng Mark em ơi.
Đấy, mạc phít rồi đấy. Tách con lạc đà ra ba. Rồi, mạc phít rồi. Chính thức phít dành cho người cầm không được kìa. Và Milan tham lại 32, kinh công vẫn đang thi đấu là rất tốt. Coi như là cân đôi cánh bên này rồi. Thằng Seng đẩy quân lên nhà 9 giờ nhá. Nobi 50. Imax yếu, Imax không được chơi. Nobi hoạt cân được thừa thằng Seng nhá, Seng yếu lắm đấy Nobi ạ. Cân thoải mái. Đến trận gỗ 2 đi. Tham 50 rồi. Tí tham lại 43. Trận đấu mà cho Son à cái gì? Roman, Roman đánh chắc nhà rồi của Cam Quýt à. Rất đồng chém rồi người Cam Quýt. Kinh công được nghỉ xem không ngóc ra được. Kinh công còn 2-3. Thực liệu có xin con giò hay không? À, có giò đấy rồi. Kinh công đỡ thoải mái đang xem nhá. Sao lại để lọt này. Rồi bắt hết luôn. Kinh công 22. Tí 51. Bây giờ Hitty bên kia là người dường như là khỏe nguyên. Ôi rồi mùa bà chết rất nhiều dân rồi. Các nhà chém đang chém được cực kỳ tốt. Bà mày đàn chưa mất gì. Thế tôi vào luộc tí tên này luôn. Chết luôn đấy. Đỡ làm sao được đúng là bà bàn Hoàng Mới Nhi. Đi xa thẳng hit luôn. Cánh bên này thì Nobi hoàn toàn cân được xem. Đang lên rồi một kích cung vừa rời dịp rồi. Từ từ đang bắt tay thì công ơi. Công vào thằng hit đi công ơi, công không phải chơi thằng Seng đâu, thằng Seng Nobi tí cân được. Giết được thế thôi, Ezim giết được, giết thoải mái. Một kích cung R nhá. Thằng Seng còn đang đẩy thằng nhà kinh công cơ. Vì sai rồi. Ông kinh câu và ông Nobi bài mắc của mắc đấy, hai quả phụ bốn voi. Hai quả phụ bốn voi cho bài Egypt. Ừ, như vậy thì số là 1-0 trên thi đấu thứ hai.